Chí thức cuộc sống xin chào các bạn. Đồng yên của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua, trong khi đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất cũng trong vòng 20 năm. Biểu đồ này cho thấy sự biến động tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và yên Nhật. Có thể thấy rằng tỷ giá tăng vọt kể từ tháng 3 năm 2022. Tiếp theo là biểu đồ tỷ giá đồng yên Nhật so với Việt Nam đồng. Có thể thấy rằng tỷ giá cũng bắt đầu lao dốc từ thời điểm tháng 3 năm 2022. Tại thời điểm cuối tháng 4 năm 2022, tỷ giá ít nhật so với Việt Nam đồng giảm khoảng 13% so với cuối năm 2021. Trong một thập kỷ qua, thì tỷ giá ít nhật so với Việt Nam đồng đã từng đạt mức cao nhất là 267 vào thời điểm tháng 10 năm 2012. Vào cuối tháng 12 năm 2021, một yên bằng khoảng 203 Việt Nam đồng. Ví dụ, thu nhập bình quân của kỹ sư khoảng 20 man cuối tháng 12 năm 2021 sẽ gửi về Việt Nam được 20 man nhân 203 bằng khoảng 40 triệu 600 nghìn đồng. Nhưng tới tháng 4 năm 2022 gửi về chỉ được khoảng 35 triệu đồng. Như vậy đã bị mất khoảng 5,6 triệu đồng. Vì sao đồng yên lại mất giá và lao dốc? Trong những lần khủng hoảng trước đây, các thị trường tài chính hoảng loạn, nhà đầu tư ồ ạt tìm đến nơi trú ẩn an toàn là đồng yên Nhật. Tuy nhiên, kể từ khi thị trường hỗn loạn, do xảy ra xung đột Nga-Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Đồng yên đã bắt đầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm so với đồng USD. Lần khủng hoảng này của đồng yên rất khác so với những lần trước. Những đợt thị trường hoặc địa chính trị căng thẳng trước đây thường liên quan đến tranh lệch lãi suất theo hướng có lợi cho đồng yên do lợi suất của Mỹ giảm nhanh hơn của Nhật Bản. Nhưng lần này thì rất khác. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã đẩy nhanh đà tăng gần đây của lợi tức trái phiếu Mỹ. Các thị trường kỳ vọng Fed sẽ hành động cứng rắn khi lạm phát của nước này đã lên tới mức cao nhất trong vòng 40 năm, khoảng 8%, và có khả năng tăng hơn nữa trong những tháng tới. Trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng, đó là giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm ở mức 0%. Đồng yên mất giá mạnh, chủ yếu do các nhà đầu tư lo ngại về khoảng cách về chính sách tiền tệ của Nhật Bản, với Mỹ sẽ tiếp tục lối rộng. Nếu ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất để đối phó với lạm phát, trong khi ngân hàng trung ương Nhật Bản vẫn duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng. Trước tình hình suy yếu của đồng yên Nhật, chính phủ của Nhật sẽ làm gì để cứu vãn tình thế? Đối mặt với sự suy yếu của đồng yên, điều sẽ gây bất lợi cho đà phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản. Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki dự định sẽ có chuyến công du tới Washington để gặp người đồng cấp Jared Yellen của Mỹ. Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các bộ trưởng tài chính hai nước dự kiến sẽ có cuộc gặp ở Washington vào cuối tháng 4, tức là một ngày sau hội nghị bộ trưởng tài chính nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Theo Kyodo, tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bộ trưởng, hai bên có thể sẽ thảo luận về khả năng phối hợp chính sách trên thị trường ngoại hối